mẹ mua đôi mới đi. Mua mới làm gì, chỉ cần may lại là được rồi. Con thấy mắc cỡ với bạn bè lắm. Có ai mà nhìn dưới chân của con đâu chứ. Con ráng mang hết mùa đông này, năm sau mẹ mua vớ mới cho. Nhưng mà mẹ ơi, lũ bụt lỗ lớn luôn á. Đừng có mà càm đàm nữa, đi chỗ khác chơi. Thời buổi này ai mà mang vớ giá tùm lum đi ra đồn chứ, người ta cười chết. Con phải nên cảm ơn mẹ, vì ít ra con còn có vớ để mang. Mẹ còn phải lo rất nhiều thứ cho gia đình của chúng ta nữa. Với tiền lương ít ỏi của ba con thì đâu có đủ. Con hiểu chưa hả? Chắc chắn là ba của con phải vất vả lắm. Ý, cái con nhỏ này nói gì vậy? Chị ơi, hả? Sao ba vẫn chưa về nữa? Chị không biết, chắc có lẽ là ba đã uống rượu say rồi. Ê, em không nghĩ vậy, hôm nay ba không uống rượu đâu. Hôm nay là ngày lãnh lương, cho nên chắc chắn là ba của con đã đi uống rượu với đồng nghiệp rồi. Thôi chết rồi. Mình ơi. Hả? Mình làm gì ở đây vậy? Ba. Còn mình đang làm gì ngoài đây mà giờ không chịu về nhà hả mình? Thật ra là anh... Mình lại say xỉn đó phải không mình? Thật sự thì anh muốn đi về nhà sớm lắm. Nhưng mà sếp của anh cứ ép anh phải uống một vài ly á mà. Mình nghĩ là em khờ khạo sẽ tin mấy lời nói dối của mình hay sao? Lãnh tiền thưởng mùa đông rồi có phải không? Mau đưa cho em đi, nhanh lên. Xài hết rồi hả? Không, anh không dám đụng tới số tiền đó đâu mà. Chạy tiền thưởng mùa đông đâu rồi, đưa em mau. Anh lỡ làm mất nó rồi. Cái ông này dám làm mất hả? Cuộc thi những giọng hát hay. Ôi trời ơi, em phải làm kim chi. Nhưng mà rau cải bây giờ mắc quá trời. Rồi còn phải thanh toán tiền ga, tiền điện, tiền nước nữa. Bây giờ chúng ta phải sống làm sao đây? Nhất định anh sẽ tìm cách giải quyết mà. Nên anh xin em đừng nói nữa. Là cậu? Phải, cả nhà đều ở nhà hết sao? Xin chào tất cả mọi người. Được. Em lên Seoul làm cái gì vậy? Chị ơi, thôi mà, phải có chuyện gì mới thăm anh chị được hay sao? Có đúng như vậy không anh? Phải, chú nói đúng lắm. Em đói bụng quá. Chị ơi, có gì ăn không hả? Mà nhân tiện cũng nói luôn, em ở đây khoảng một tháng được chứ? Hả? Có chuyện gì vậy? Bộ ai bị mất tiền hay sao? Nè, em lặng cái đi, em ồn ào quá hả? Đúng thật là, chị bị làm sao vậy hả? Em đã đến ăn bám nhà người ta rồi còn gây ồn ào nữa. Bây giờ em mau về quê đi. Chị ơi, hai chị em mình bao nhiêu lâu không gặp rồi mà. Ôi, làm ơn bỏ giọng điệu đó giùm tôi. Nếu chị đối xử với em như vậy á, sau này chị sẽ phải hối hận đó. Còn lâu mới hối hận à. Nè, chị coi đi. Cuộc thi những giọng hát hay, giải thưởng cho người thắng là 100.000 won và còn tặng thêm một lò sưởi cao cấp. Thôi đừng, mẹ xem ở đâu vậy? Chị đã tin em chưa? Chị không nghĩ em sẽ chia giải thưởng này với chị hay sao? Em thực sự nghĩ mình sẽ chiến thắng hả? Dĩ nhiên là vậy rồi, bài nhạc rock của em sẽ thắng. Được rồi, vậy chúng ta sẽ thử một lần. Choi Chanu, Choi Mimi, Choi Sungi, tập hợp. Các con có muốn ăn ngon hay không? Trả lời. Dạ có. Các con có muốn sống trong ngôi nhà ấm áp không? Dạ có. Chanu, con có muốn mua vớ mới không? Nếu tất cả các con đều muốn như vậy thì các con nhất định phải chiến thắng trong cuộc thi hát lần này. Bằng bất cứ giá nào cũng chiến thắng, dù khó khăn như thế nào cũng phải chiến thắng. Mục tiêu của các con là phải làm tốt nhất và giành chiến thắng. Có rõ chưa hả các con? Dạ. Là nhỏ quá, mẹ chưa nghe gì hết. Là lớn hơn nữa. Dạ. Một, hai, một, hai.
đầu lên coi Barbie. Còn trái Shadow, hãy làm cho đúng coi. Chị ơi, có một chút nữa thôi, có được không? Trái Shadow, không được bỏ cuộc. Người tiếp theo. Ồ, có gì chứ, anh nữa hả? Người tiếp theo. Ai cũng có thể làm được, hãy cố gắng lên, làm cho thật tốt vào. Làm cái gì vậy? Người thi kế tiếp của chúng ta là thí sinh mang số 8, Joy Hunter. Cái gì vậy? Tới lượt mình rồi hả? Ba ơi, hãy cố gắng lên. Ôi không, ba đã bị loại rồi. Hey, trời đất ơi, ba của các con không làm được trò trống dễ trơn à. Và sau đây là người tiếp theo, đó là thí sinh mang số 9, cô Nadia. Xin chào mọi người. Chào đón thí sinh tiếp theo của chúng ta là người sống chết cùng với nhạc rock. Thí sinh mang số 10, mời bước ra sân khấu. Thí sinh cuối cùng của chúng ta, các thí sinh này thật sự rất đáng yêu. Xin được giới thiệu, đây là nhóm ba chị em. Wow. Có lên Shadow. Cố lên nè. Cố lên. Kính chào mọi người. Con sẽ cố gắng hết sức. 오늘부터 우리 친구하자 안녕. 내 이름은 자두 영랑 소녀 자두. 마음껏 소리쳐 더 크게 더 크게 외쳐봐. 랄랄랄라 꿈에 랄랄라. 어디든지 갈 수 있어. 잘 준비 nha. OK. 어디든지 갈 수 있어. 야!
Nếu như có thể giành được giải nhất thì chúng ta sẽ có thể ngủ trong một căn phòng thật là ấm áp và xem tivi. Không có ai hiểu được nhạc rock của mình hết trơn. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã tự làm bè mặt của mình. Tất cả mọi chuyện cũng đều là lỗi của anh. Nếu anh không làm mất tiền thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Cắt điện rồi. Ai kéo chân tôi? Ai kéo chân tôi vậy? Còn ai vào đây nữa? Chính là ba con đó. Sao em nói anh làm chứ? Không phải anh đâu mà. Chết đâu à? Bạn bị làm sao vậy? Bị bệnh hả? Nhìn cái tướng mình kỳ lắm, có đúng không? Hả? Mặt của bạn cũng lạ nữa kìa. Là do sáng hôm nay mình ăn nhiều thịt chiên quá. Mẹ đã nói là con sẽ bị đau bụng nếu ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ. Phải ăn thêm nhiều rau mới khỏe mạnh được. Ăn uống phải cân bằng chứ. Con không thích mùi vị của chúng. Con chỉ ăn những món mình thích mà thôi. Minchi à, mình nghĩ bụng mình sắp sửa bị nổ tung rồi đó. Bạn ráng lên đi, chúng ta nè, cha đu. Cá giỏi thì bắt mình đi. Mình là tên trộm sao? Giờ thì thấy đỡ hơn rồi. Minchi à, bạn vẫn còn ở ngoài đó chứ? Đương nhiên mình ở ngay đây. Ôi, bạn đúng là một người bạn rất là tốt. Nhưng mà không có mùi gì đâu đúng không? Không có mùi gì hết. Hôm nay mình không được học tiết thể dục mà cả lớp còn được chơi bóng đá. Mệt quá đời. Dạ tôi cố tiền đóng học phí của em bị mất rồi. Hả? Em nói sao? Tiền học phí bỏ vào một phong bì và để trong cuốn sách toán của em. Nhưng hiện giờ cuốn sách toán đã bị mất rồi. Em đã kiểm tra kỹ lại chưa? Dạ rồi, em đã để nó ở đây từ đầu giờ học. Nhưng sau giờ thể dục nó đã biến mất tiêu luôn. Ai đã lấy hả? Ai lấy vậy trời? Được rồi, cả lớp im lặng đi nào. Những ai đã ở lại trong lớp vào giờ thể dục đứng lên cho cô. Hả? Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là có tới 6 em có thể là thủ phạm. Bây giờ cô muốn 6 bạn này hãy xuống cuối lớp đứng liền cho cô. Nhưng mà thưa cô, không phải là em đâu. Em thật sự không hề rời khỏi chỗ của mình trong suốt giờ tập thể dục đó cô ạ. Cô phải tin em. Theo cô biết thì với một học sinh luôn yêu thích giờ thể dục giống như em thì làm sao bỏ học được chứ? Thưa cô, thưa cô. Dạ thưa cô. Sợ gì sáng nay trên đưa ăn hơn 100 miếng thịt chiên nên bị đau bụng và tiêu chảy đó. Cái gì? Dạ không phải, do đầu của em bị đau á cô. Nhìn em có vẻ không giống như bị đau đầu. Cô muốn tất cả các em quỳ ở cuối lớp đến khi hết giờ học có được không? Thực sự không phải là mình mà. Là ai lấy? Mau khai ra đi, nhanh lên. Tại sao bạn không thể trả lời khi cô hỏi lý do bạn không đi ra ngoài học giờ thể dục chứ? Bạn buộc tội mình đó hả? Bạn nghe đây. Thủ phạm thật sự chính là người luôn muốn bắt tội người khác nhiều nhất, bạn hiểu không? Bạn nghe được điều trẻ con đó đâu vậy hả? Bạn nghĩ có ai tin lời bạn nói hay không? Mình biết rồi. Mình thấy thật kỳ lạ khi từ đầu bạn đã nói lắp. Và bạn là người yêu thích giờ thể dục nhất. Tên trộm xấu xa. Tên trộm xấu xa. Nghi phạm đầu tiên là Đôn. Bạn ấy nói nhà mình giàu có, nhưng mà mình không tin. Hả? Bạn vừa nói cái gì nhở? Mình cần phải tìm ra thủ phạm thật sự. Mình không thể nào chấp nhận mang tiếng quan vì tên trộm xấu xa đó được. Tôi dám nói mỗi bạn viết một lá thư vì vậy mình đoán nó sẽ được tiết lộ vào ngày mai. Mình nghi ngờ điều đó vì ai cũng giả vờ vô tội suốt ngày hôm nay. Mấy bạn khác có thể đã đánh cắp học phí và giấu ở nơi nào khác thì sao? Nếu nói như vậy, không lẽ bạn nghi ngờ tất cả mọi người hay sao hả? Không phải, ý mình chỉ là một vài nghi phạm thôi. Mình nhớ ra một chuyện, mình thấy thật kỳ lạ khi Jaehyun đột nhiên xuất hiện và sau đó lại bỏ đi. Cái gì? Là Jaehyun, bạn ấy xuất hiện rồi bỏ đi hả?
Bạn ấy vội vàng bỏ đi và nói là bạn ấy thấy không khỏe đó. Bạn ấy đã chạy xung quanh mình khi mình đang nằm gục ở trên bàn. Đúng là một kẻ nói dối. Jay ơi, đã đi đâu rồi? Trốn rồi hay sao? Đúng vậy, bạn ấy đã lao đi sau khi tan học. Nè, 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 bắn. Thấy rồi. Bạn ấy thường chỉ xem những bạn khác chơi thôi. Nhưng hôm nay bạn ấy lại có tiền để tự chơi. Nhưng mà Shadow à, sao bạn lại mang theo con chó này vậy? À, quên giới thiệu với bạn, nó là Jingu. Nó là của chủ cửa hàng gạo đó. Nó từng là một con chó an ninh ở sân bay. Thật hả? Ông chủ cửa hàng gạo nói rằng ông ta chưa từng thấy một con chó nào giống như là nó. Minchi à, bạn có tiền không? Bạn cho mình mượn 1.000 won có được không? Tiền đi nè. Jingu à, đây là mùi của tiền đó. À, mày làm cái gì vậy hả? À, đứng lại đây. Shadow à, bạn không sao chứ? Có thoát ra được không? À, nè Shadow à, hãy nhìn kia. Shadow à, chúng ta về nhà mình rửa mặt đi nha. À, không được, mình không thể dừng lại ngay lúc này. Mình cần phải bảo vệ danh tiếng của mình. Coi chừng mất dấu bạn ấy bây giờ mà đuổi theo đi. Mình không thích cái cách mà bạn ấy nhìn lại phía sau đầy vẻ nghi ngờ như vậy. Chúng ta cần phải cải trang để không quá nổi bật. Có vẻ được rồi đó, giống như là 007 ha. Ủa, cái gì đây? Rõ ràng là bạn ấy đã bỏ lại cái gì đó. Đây là một manh mối rất quan trọng. Bạn ấy không thể lãng phí một quả chuối đắt tiền như vậy được. Nếu như bạn ấy có nhiều tiền thì bạn ấy đã không lấy trộm tiền học phí của bạn Cho Yon. Minchi à, cất nó đi. Được rồi, bây giờ mình sẽ cất trong cặp của mình. Mình rất là muốn ăn nó. Đợi con một chút. Bạn ấy lấy thứ gì đó trong túi quần kia. Bạn có thấy là gì không? À, mình thấy bạn ấy đang lấy khỏi túi quần. Dạ đây ạ. Đó chính là cái phong bì đựng tiền. Mau bắt bạn ấy lại đi. À, khoan đã, đợi mình với Shadow à. Cái gì vậy? Giang Chia Hiên, bạn còn muốn chạy nữa hay không? Nè Chadu, bạn nói cái gì vậy? Mình đâu có làm cái gì sai đâu. Bạn coi bạn kìa, bạn còn giả vờ vô tội nữa hả? Số tiền đang ở trước mặt đây nè. Sao chứ, bạn còn chưa chịu thừa nhận nữa hả? Bằng chứng chính là đây rồi. Tiền tiêu vặt của Chia Hiên. À, đúng vậy, bạn nghĩ mình là người đã lén lấy trộm tiền rồi đổ thừa cho bạn đó hả Chadu? Xin lỗi nha, mình đã nói với Shadow ngay từ đầu rồi. Mình nghĩ là bạn muốn mình gặp rắc rối để chọc ghẹo mình thôi à. Bạn nghĩ đổ thừa cho người ta là chuyện vui hả? Bạn đang biến mình thành người xấu đó. Nghiêm túc lại đi Shadow. Không phải vậy đâu. Cũng do mình nói vậy điều khiến cho Shadow hiểu làm bạn mà thôi. Không phải đâu Minchi à. Mình chính là người đã nghi ngờ bạn ấy ngay lúc đó. Và mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây. Sau khi nghe những gì bạn nói, mình xin lỗi. Mình sẽ lấy cho bạn một cái phong bì mới nha. Không cần đâu, mình sẽ cất chỗ khác sau khi về nhà. Thôi mà, mình sẽ lấy cho bạn một cái phong bì thơm màu hồng, có chịu không? Không được, màu hồng là của con gái. Có lẽ màu đỏ sẽ tốt hơn. Cái con chó ngốc nghếch kia. Đừng có khóc. Mình không biết. Cơm trưa đây.
mẹ ơi, con đói bụng, ở đây họ không có cho ăn đầy đủ. Im lặng đi, còn khóc cái gì chứ, ăn trộm thì phải chịu phạt. Con không có lấy mà. Cái gì vậy? Chỉ là giấc mơ thôi. Nói cho mẹ biết con làm cái gì mà ngày nào cũng đi ra bên ngoài chơi hết vậy? Con có biết là mấy giờ rồi hay không? Bộ con không đi học hay sao? Mẹ để con suy nghĩ có được không? Không tìm được thủ phạm, con không thể nào đi học được, không thể nào tới lớp được. Được rồi, các em hãy tập trung và im lặng nào. Sáu em cô yêu cầu về nhà viết thư, hãy cầm bức thư đó lên đây, đứng trước cả lớp nào. Dạ thưa cô, bạn Chadu vẫn chưa tới lớp. Cái gì? Hôm nay Chadu vẫn chưa tới lớp? Em ấy không có xin phép cô nghỉ học. Chadu không phải là người như vậy đâu mà. Mình thật sự muốn phá bạn khi mình đang ngồi học. Xin lỗi bạn nha bạn học. Đứng ở đây nhìn bạn, mình thật sự muốn ngồi với bạn hoài luôn. Còn biết chi nữa, bạn thực sự là người bạn tốt nhất trên đời. Dạ thưa cô, vậy chuyện gì sẽ xảy ra với số tiền của em? À, cô chưa biết tính sao. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra trong lớp. Giờ học bắt đầu lâu lắm rồi, sao em không vào lớp mà còn đứng ở đó nữa hả? À, dạ, em muốn trả sách lại cho bạn Cho Giòn thôi cô. Cảm ơn bạn hôm qua đã cho mình mượn sách. Lẽ ra mình nên trả bạn sớm hơn, xin lỗi. À, không có sao đâu, à, mình cho bạn mượn sách mà quên mất tiêu luôn. Hộp đựng bút của mình. Tại sao cuốn nhật ký của mình lại bị mở ra? Hãy tôn trọng quyền riêng tư. Con muốn nói chuyện với mẹ. Có phải là mẹ đã đọc nhật ký của con rồi đúng không? Ủa, con vẫn viết nhật ký mỗi ngày hả con? Ôi trời ơi, sao con không viết vào những ngày không có bài tập về nhà? Vậy là mẹ không đọc nó có đúng không? Tại sao con cứ quấy rầy trong khi mẹ đang rất cố gắng rửa cho xong đống chén dĩa này hả? Vậy thôi, không quấy rầy mẹ nữa. Thưa mẹ con đi học. Được rồi, hãy coi chừng xe đó. Vào ngày 17 tháng 5 thật trong xanh, nhưng tôi lại không may mắn. Nó không may mắn bởi vì tôi đã để cuốn sổ ghi chép của mình ở trên lớp và quên không mang nó về nhà. Thật là xui xẻo. Trời đừng ơi, có đụng vào. Chân bạn sẽ bị nhiễm trùng nếu bạn lấy tay sờ vào nó. Cảm ơn bạn. Không cần cảm ơn mình đâu. Lúc nào mình cũng có mang theo băng cá nhân bên mình mà. Nè, vì mình hay bị thương lắm. Trời ơi, Chadu bị thương hả? Sơn Minh là lớp phó của lớp bên cạnh. Bạn ấy khá cao và rất dễ nhìn. Nhìn giống như là nam diễn viên rất thân thiện. Và mình nghe được hình như ba mẹ của bạn ấy là bác sĩ. Ba mẹ là bác sĩ. Mình nghĩ bạn ấy thật sự rất là tốt. Nhất định vào ngày mai mình sẽ đi gặp để cảm ơn bạn ấy. Ôi trời đất ơi, hôm nay cha đu bẩn gì vậy ta? Mình không nghĩ là nó có thời gian để gội đầu đâu. Trời ơi, con cái nhỏ của tôi. Trời ơi, tự nhiên khát nước quá. Khát nước quá. Nước đâu? Nóng quá trời à. Xong chưa cha đu? Nhanh lên, nhanh lên.
Ngày hôm nay con có muốn mẹ tết tóc một bên cho con hay không hả con? À, mẹ ơi, con sắp trễ giờ rồi, không có thời gian đâu. À, được, được, được. À, khoan đã cho mẹ một chút nha. Con sẽ nhìn đẹp hơn nếu như con mang đôi giày búp bê màu hồng này. Nếu con muốn gây ấn tượng tốt cho Sơn Minh thì con phải... Mẹ à, mẹ đã đọc những gì rồi? Sao mẹ biết tới Sơn Minh? Ủa, Sơn Minh, Sơn Minh là ai? Sơn Minh là ai vậy ta? Mẹ không biết. Đúng là con đã đoán không sai mà. Con đã cảm thấy hơi kỳ lạ khi học bàn của con tự nhiên mở ra. Con thật là sơ ý khi để nó ở trong ngăn bàn của mình. Ôi trời ơi, có chuyện gì với con vậy hả? Mẹ có làm gì đâu mà con lại la lớn tiếng như vậy. Chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau khi con đi học về. Mẹ lén đọc nhật ký của con làm con không vui chút nào. Rồi nó sẽ biết mình làm tất cả như vậy vì nó. Cha Đu à, bạn có muốn đi đến phòng vệ sinh không? Ừ, cũng được. Thiệt là thoải mái quá. Sao cặp của mình lại mở ra? Có chuyện gì vậy hả cha Đu? Mất rồi, nhật ký của mình bị mất rồi. Rõ ràng là mình đã bỏ vào trong cặp mà. Vậy là tiêu rồi. Ngày 18 tháng 5 trời thật nhiều mây. Sau khi chờ đợi thì cuối cùng mình cũng đã đi tìm Sơn Minh. Và rồi mình cũng đã nhìn thấy Sơn Minh khi bạn ấy đang rửa tay sau giờ ăn trưa. Ủa, bạn đứng ở đây từ hồi nào vậy? À, Sơn Minh à, mình cảm ơn bạn về ngày hôm qua nha. Nhờ có bạn mà chân của mình không bị nhiễm trùng và nó cũng không còn đau nữa. Sơn Minh à, bạn đã rửa tay chưa vậy? Bạn lại quên đem khăn phải không? Cảm ơn nha. Mà hình như bạn tên là Cha Đu, có đúng không? Bạn vừa mới nói gì vậy? Mình không nghe rõ gì hết. Không có gì hết. Mình chỉ muốn cảm ơn bạn chuyện hôm qua thôi. Minchi đang đi tìm bạn ở khắp nơi luôn đó. Sao bạn lại lang thang ở đây mà không vào lớp? Mẹ, mình không có đi lang thang à nha. Mình đã quên không rửa mặt vào buổi sáng rồi. Sang Min à, chúng ta vào lớp thôi. Mà cô bé đó là ai vậy hả? Tôi được nghe kể là ba mẹ của Sơn Minh và Trang My đã là bạn rất thân từ thời còn thơ ấu. Và họ có ý định cho con của họ kết hôn với nhau trong tương lai. Công nhận Trang My rất là xinh đẹp, nhưng mà bạn ấy có tính cách rất kiêu ngạo. Mình không biết Sơn Minh có thích bạn ấy hay không. Ôi con ơi, đừng có ngốc như vậy, không được bỏ cuộc mà. Ôi trời ơi, con sẽ không tha thứ cho mẹ đâu. Tại sao mẹ lại có thể xâm phạm quyền riêng tư của con? Xâm phạm quyền riêng tư gì chứ? Là do con không bảo vệ được nó thôi. Cái gì chứ? Sao mẹ lại nói như vậy? Được rồi, con không phải là nạn nhân duy nhất ở đây. Thôi được rồi, con đem cất cuốn nhật ký đi. Cất đi, cất đi, cất đi, cất đi. Chắc là Cha Đu đã đến trường đi học rồi. Ở đây và có thể là ở đây. Thôi được rồi. Có vẻ như là mình không thể nào tìm thấy nó được nữa. Cha Đu đã giấu nó ở đâu vậy chứ? Hả? Không thể nào. Đây rồi. Ôi trời ơi, để xem chuyện gì đã diễn ra. Gì hả? Đây là sổ của mình mà. Trời, Cha Đu, con dám vẽ hình vào đây. Ủa? Có khi nào Cha Đu đang giấu nó ở đó hay không? Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo? Ngày 19 tháng 5, trời rất mát mẻ. Tôi đã đi về nhà một mình bởi vì Minchi có tiết học piano ngoài giờ. Ủa? Chính là Sơn Minh. Thật là khỏe và thân hình rất rắn chắc. Ủa, bạn ở đó từ hồi nào vậy? Mình chỉ là vô tình đi ngang qua thôi. Bạn có muốn thử không nè? Không cần đâu. Mình không giỏi mấy trò này. Mình còn một lượt chơi nữa, bạn hãy thử đi. Trò này vui lắm. Thôi, không cần thử đâu.
không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Hãy thử coi. Ôi trời đất ơi, mình thật sự không giỏi mấy trò này đâu. Bạn vui tính thiệt á. Dáng của bạn đẹp lắm. Ê, ôi trời ơi, mình sắp có chuyện không hay rồi. Nè sao Min. Ủa, bạn đang làm gì ở đây vậy hả? Mình đã đi tìm bạn ở khắp nơi đó. Bạn quên hôm nay là sinh nhật của mình sao? Gia đình mình đang đợi bạn tới giữ tiệc kìa. Còn bạn nữa, sao bữa nay lại đến đây vậy hả? Nè Chadu, mình không muốn thấy bạn ở gần son minh của mình đâu. Nè, bạn nói gì vậy hả? Mình chỉ vô tình gặp bạn ấy khi đi ngang qua đây thôi. Vậy thì tại sao bạn không tiếp tục đi hả? Mau đi thôi, mọi người đang đợi chúng ta trở về nhà để thổi nến đó. Mình đã tặng quà cho bạn rồi, tại sao mình phải tới dự tiệc sinh nhật của bạn nữa? Bạn vừa nói gì? Hôm nay bạn hãy tự thổi nến đi nha, mình muốn được ở một mình thôi. Có phải vì bạn ấy không? Bạn nói gì? Có phải vì bạn ấy không? Gần đây bạn có nhiều biểu hiện rất kỳ lạ. Mình nói vậy có gì sai sao? Nếu là mình sẽ thừa nhận làm vậy là không đúng. Thôi được rồi, mình sẽ nói bạn biết. Người mà mình thích chính là... Người mình thích chính là... Ôi trời ơi, gì vậy chứ? Tại sao lại kết thúc ở đây? Chà Đu đã sai sao? Vì sao? Ôi trời ơi, tò mò quá đi. Được rồi, nếu như cứ cố tình làm như vậy thì hãy cứ chờ mà xem. Được rồi, mẹ sẽ chấp nhận thử thách cuối cùng của con. Con dám làm như vậy hả? Dù gì thì mẹ vẫn có thể vượt qua được mà con. Mình không thể nào dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Trời Chà Đu, mẹ đã xong rồi. Hả? Thật xin lỗi, nhưng mẹ không thể bị trúng nữa đâu. Để mẹ xem cuối cùng thì anh chàng lớp phó đã lựa chọn ai đây. Thôi được rồi, mình sẽ nói bạn biết. Người mà mình thích chính là... Không ai khác, đó chính là mẹ của mình. Mẹ. Chà Đu. Tiếp theo nhân 4 rồi hả? Con mới là người phải xin lỗi. Vậy chứ con cũng nghe mà có phải không? Dạ đó, con lại nghe nữa rồi. Tiếng đậu phát ra từ cổng nhà của mình có đúng không? Ba đâu rồi hả mẹ? Có nên gọi ba ra không mẹ? Ba của con không có ở nhà. Hôm nay bà con nhận được tiền thưởng, thế nào cũng đi uống rượu rồi.
Không thể tin được mà. Chúng ta đang rất cần một người đàn ông ngay lúc này. Mẹ cũng hiểu điều đó mà. Ba ơi, hãy vui lên. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Là ba. Ờ, cha đu hả? Phải có một ngôi đền mới ở gần đây chứ. Tại vì tôi nghe thấy tiếng đập của cá gỗ liên tục luôn á. À, ba. Ba ơi, trán của ba bị sao vậy? Ai đã đánh ba đúng không? À, không phải đâu, chắc đầu ba va chạm ở đâu đó thôi à. Nhưng giờ không sao rồi. Ba nhớ cẩn thận hơn á. Ba thì ổn, nhưng còn cổng nhà mình thì tính làm sao bây giờ hả mẹ? Mẹ nghĩ sao hả? Mình có nên đổi cánh cổng mới bằng thứ gì đó mềm mại và đàn hồi hơn? Cũng được á. Hôm qua ba của con nhận được tiền thưởng, chúng ta sẽ lấy số tiền đó để sửa lại nhà, vậy có được không? Phải ha. Hôm qua được tiền thưởng, chờ anh một chút nha bà xã, anh sẽ đi lấy liền. Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối nha. Wow, thật hay quá. Ba là tuyệt vời. Ba đã mất rồi hả? Hả? Không thể nào, không lẽ ba đã làm mất rồi sao? Trời ơi, mình nhớ rõ là mình đã để nó ở trong ví mà. Vậy là không được ra ngoài ăn tối rồi. Cậu chú ít mà. Các con hãy đi học đi mau lên. Mình à, chúng ta cần nói chuyện. Gì đây? Em muốn nói chuyện với anh bằng cách viết vô giấy hả? Hãy viết những gì em nói trước khi em nổi giận. Đúng rồi, anh đồng ý. Đây nè em coi đi. Nhưng em có nghĩ là như vậy có nhiều quá không hả? Gì chứ? Không có. Ý anh là em rộng lượng quá à. Vậy được rồi. Bây giờ mau đi thay đồ rồi đi làm đi. Được. Nè, không đời nào có chuyện anh sợ cái mảnh giấy đó đâu nghe chưa. Anh có thể viết hàng trăm hàng ngàn cái luôn. Alo, tôi nghe đây. Hả, Trần Vô đó hả? Hy vọng là tối nay ba sẽ không đi uống rượu nữa. Anh về rồi đây. Họ không thể nào hoàn thành bất cứ việc gì nếu không có anh. Ôi trời ơi, con gái, giờ này mà vẫn còn thức hả? Được rồi à, ba thấy hơi mệt nên phải vào tắm đây à. Đứng yên đó, em cần phải kiểm tra vài thứ. Thổi hơi đi. Em nghĩ anh đi uống rượu chứ gì. Thật ra anh không có uống đâu. Anh đi làm suốt ngày hôm nay mà. Tại sao em lại không tin anh chứ? Không tin, thổi hơi ra đi. Thôi được rồi, nè. Thổi mạnh hơn nữa cho tôi. Ôi trời. Đây là cái gì vậy hả? Ba ơi ba, ba đã nhai bao nhiêu kẹo cao su vậy? Do hôm nay hơi thở của ba có mùi á. Không thể ngửi được mùi rượu gì kẹo cao su. Xong rồi ha, anh đi ngủ đây. Mình thấy cái gì đó không đúng cho lắm. Ủa, ai gọi cho nhà mình vào giờ này vậy ta? Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Hả? Mình à, đợi một chút đi. Thật là xin lỗi, anh có thể lặp lại những gì anh vừa nói hay không? Tôi gọi tới từ quán bar Corner. Ông Joy Hodon đã để quên cái bóp ở đây, vui lòng đến để nhận lại. Dạ được, xin cảm ơn anh. Ngày mai chúng tôi sẽ đến đó lấy. Mình à. Các con à, bữa sáng sẵn sàng rồi nè. Để con ngủ chút nữa đi, hôm nay chủ nhật mà. Ba ơi, nhìn ba đẹp lắm luôn á. Ba hả? Cha đu à, con hãy mau dậy đi nha.
Ta-da, tất cả đều là do ba làm đó nha. Chúng ta hãy cùng ăn thôi. Dạ, nhìn rất là ngon. Mẹ ơi, sao ba lại làm vậy? À, từ giờ ba của con phải làm việc nhà trong một khoảng thời gian. Wow, ba đúng là tuyệt vời. Hả? Có gì đâu. Trời, mặn quá. Ờ, món này bị mặn hả? Ở đây ba thử coi. Mẹ nghĩ là ba có thể nấu ăn được sao mẹ? Nhưng mà thật sự không có thể ăn được đâu. Đừng lo, rồi ba của con sẽ làm tốt hơn thôi mà. Mẹ ơi, tại sao mẹ lại kết hôn với ba vậy hả? Nhưng mà tại sao con lại hỏi mẹ như vậy? Bởi vì con thấy hình như là mẹ không có thích ba mà. Sao con lại nghĩ như vậy? Ôi trời ơi, không phải như vậy đâu. Nếu uống rượu quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của ba. Cho nên á, mẹ mới cố tình làm như vậy, để hy vọng ba của con sẽ uống rượu ít lại đó mà. Nhưng nếu ba con bỏ rượu luôn á, thì thật là tốt. Không lẽ trước khi kết hôn ba cũng như vậy sao? Cứ thích đi uống rượu hoài. Trước khi kết hôn đó hả? Để mẹ nhớ thử lại ngày ấy coi sao. À đúng rồi, ba của con không phải là người uống nhiều trước khi kết hôn đâu con. Trước đây ba không phải như vậy hả mẹ? Hồi trước khi kết hôn, ba của con hầu như không uống lấy một giọt rượu luôn đó. Con muốn xin ba hãy cho phép tụi con được kết hôn, xin ba hãy đồng ý ạ. Tôi thật sự rất thích thái độ của cậu. Được rồi, mà cậu uống rượu được không vậy? Dạ. Dạ thưa ba, anh Hồ Đôn hầu như không uống lấy được một giọt rượu. Gì chứ, vậy mà cậu dám gọi mình là đàn ông được ha? Dạ dạ, không phải là vậy đâu. Thật ra con uống rượu cũng giỏi lắm. Tuy là con không thích uống rượu cho lắm, nhưng thời gian ở trong quân đội, con đã được cho nghỉ phép vì khả năng uống rượu của mình đó. Cậu nói ta chưa có tin, hãy chứng minh cho ta thấy đi. Trời ơi, anh Hồ Đôn, anh ổn không vậy? Thiệt tình, cậu ta chỉ mới uống có chút xíu thôi mà. Con hứa với ba là sẽ làm cho Nahia được hạnh phúc. Anh Hồ Đôn à, Nahia nên sẽ làm cho em hạnh phúc và hãy tin anh đi. Đó chính là lý do. Vì sao mẹ lại khóc vậy? À không, mẹ có khóc đâu chứ. Chỉ là bụi bay vào mắt mẹ thôi mà. Ba ơi, ba không có ở đây hả chị? Ủa, cái bánh đó là sao vậy? À, hôm nay chính là sinh nhật của ba tụi mình á. Cái gì? Sinh nhật của ba con? Ôi trời đất ơi, sao mẹ lại không nhớ chứ? Nhưng ba đi đâu rồi hả mẹ? Cái gì? Ba không có ở ngoài sân hả? Không thấy ba ở đó. Thôi các con đừng lo, mẹ sẽ đi tìm ba về nhà ngay. Tụi con cũng đi tìm ba. Ôi trời ơi, ba của các con có thể đi đâu mới được chứ? Hả? Mẹ ơi, ba ở bên kia kìa. Ủa? Ba ơi, mình ba ơi. Ôi trời ơi, Hồ Đôn à, anh đang làm gì ở đây vậy chứ? Mình ơi. Ba xã hả? Các con nữa. Chỉ là muốn nấu cho gia đình mình món súp cá rong biển nên ba đã đi ra siêu thị. Ôi trời ơi, trời bắt đầu tối rồi sao? Cho anh xin lỗi. Anh không làm gì sai hết đâu, cần phải xin lỗi chứ. Anh không biết rằng anh và các con đã làm cho em hạnh phúc như thế nào đâu. Bà xã. Nhưng em sẽ thấy hạnh phúc hơn nữa nếu như sau này anh có thể uống rượu ít lại. Được rồi, anh hiểu lòng em mà. Anh sẽ cố gắng uống rượu ít hơn. Đói bụng quá. Con cũng đói bụng. Đói bụng rồi hả? Vậy mau về nhà thôi. Ba sẽ làm cho các con món súp thật tuyệt. Dạ. Mẹ ơi, chúng ta đi ăn mì có được không? Nếu để ba nấu thì con sợ. Các con đừng lo mà, cứ về nhà đi. Mẹ sẽ nấu món súp cá thật ngon cho cả nhà. Ba, thật tuyệt vời.
khi vừa nhìn thấy chủ nhân, thần đèn nói rằng sẽ ban cho Aladdin 3 điều ước. Nhưng Aladdin là một người tốt bụng, cho nên đã dùng điều ước cuối cùng để giải thoát cho vị thần đèn khỏi cây đèn. Cuối cùng Aladdin trở nên giàu có và sống rất hạnh phúc suốt cuộc đời với công chúa xinh đẹp. Thần đèn. Alo, Minchi nghe đây. Minchi hả? Nhà của bạn có cây đèn dầu nào không? Bây giờ không còn ai dùng đèn dầu nữa đâu. Chán ghê á, ước gì có cây đèn phép thuật giúp mình giàu có. Mình vừa mới đọc một câu chuyện nói về vấn đề này đó. Nhưng đó là chuyện cổ tích mà, Chadu. Cũng đúng hả? Chadu à, con có đồ gì không xài nữa hay không? Nếu con có thì mau mang ra đây hết đi. Mẹ đem bán bớt chứ giữ quải trong nhà chật lắm con. Dạ con không có. Không có hả? Vậy những thứ con chất đầy trên cái thùng ở trong phòng của con là gì đây? Có phải của con đâu, là của ba Bi hết đó. Mang hết đống đồ này ra sân cho mẹ đi, lát nữa mẹ mang bán. Sao lúc nào mẹ cũng kêu con làm mấy cái việc này vậy? Con nói cái gì á? Dạ con làm liền mà. Thiệt là sao lúc nào mẹ cũng kêu mình làm mấy công việc nặng nhọc không ạ? Chắc mình là con nuôi rồi. Đây là gì vậy ta? Cái này hình như nhìn có chút giống cây đèn thần ở trong truyện á. Mẹ ơi, đây là cây đèn hả mẹ? Đèn cái gì mà đèn? Cái đó chỉ là một cái ấm cũ mà bà cố của con đã từng xài qua thôi mà. Mẹ không còn xài tới nữa cho nên định đem bán luôn đây nè. Thiệt là không phải đèn hả mẹ? Ủa? Ai gọi vậy ta? Tiếc rồi. Vậy mà mình cứ nghĩ nó là cây đèn dầu chứ. Nhưng mà rõ ràng nhìn nó rất giống cây đèn vẽ ở trong sách mà. Nếu như đây là một cây đèn thì chỉ cần chà chà nó giống như vậy rồi bùng một cái. Cái gì? Ông ấy đã xuất hiện sau khi mình chà lên cái này. Cho ông xin lỗi nha cô bé. Ông dọa con sợ đúng không? Nhưng mà ông là ai mới được chứ? Con hỏi ông đó hả? Để ông nhớ coi, bình thường người ta vẫn hay gọi ông là Genie. Dạ, Genie sao? Ông thật sự là Genie hả ông? Đó là vì tên ông kết thúc bằng từ Gene mà. Nhưng nếu ông là Genie thì sao ông già quá vậy? Cái con bé này, ông không già, ông chỉ hơi lớn tuổi thôi. Mà con đang nghĩ cái gì vậy hả? Phải rồi ha, Genie chắc cũng 100 tuổi rồi chứ ít gì nữa. Chà, còn có nhiều đồ cũ quá ha. Cái ấm này còn xài không? Nếu không thì cho ông đi. Cái này sao ông? Ông thật sự muốn có nó hả? Tất nhiên rồi, nhưng ông cần đánh giá xem ông phải trả cho con bao nhiêu tiền. Ý ông là những điều ước của con sao? Đó, điều ước. Nếu con muốn nghĩ như vậy cũng được. Con gái à, mau đưa nó cho ông. Bây giờ vẫn chưa được đâu. Chừng nào ông thực hiện cho con 3 điều ước xong con sẽ đưa. 3 điều ước lận. Con đúng là một đứa trẻ tham lam. Nhưng tại sao con lại cần những điều ước này? Con phải kiểm tra trước xem ông có đúng thật là Genie hay không cái đã. Cho nên điều ước đầu tiên của con chính là con muốn có một chiếc xe đạp. Ông tặng xe đạp cho con đi ông. Một chiếc xe đạp. Dạ. Điều ước đầu tiên của con là có một chiếc xe đạp. Một chiếc xe đạp sao? Cái này ông không có. Nếu như ông có thể làm cho những điều ước của con lần lượt trở thành sự thật thì con sẽ dùng điều ước thứ 3 của mình để giải. Ông ấy đi đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà ông đã nghe được những gì con nói rồi có đúng không? Dạ dạ, tôi đang định gom bán hết mớ đồ đồng nát ở trong nhà đây nè. Nếu bên nhà chị cũng có thì cứ mang hết qua đây bán chung với tôi luôn cho tiện. Dạ, gặp chị sau nha. Ủa? Shadu à, sao con giữ cái ấm của bà cố lại làm gì vậy con? Mẹ ơi mẹ, đây không phải là cái ấm bình thường đâu. Chúng ta không thể bán nó được, nó rất là đặc biệt đó. Mẹ biết, nhưng bà con đã nói là mẹ có thể bán nó đi mà. Dù con có giữ lại cũng không xài nữa đâu. Nếu như mẹ đã không cần nữa thì con sẽ giữ nó.
Hình như là lúc biến mất ông ấy cũng không nói là khi nào sẽ quay trở lại. Trong này không có cái gì hết. Sao kỳ quá vậy? Chắc là ông ấy đang đi lấy xe đạp cho mình. Thật sự có một chiếc xe đạp kìa. Đây là tất cả những gì ông có đó. Nhưng mà ông ơi, sao chiếc xe này lớn quá vậy? Với lại nhìn nó cũng mềm nữa chứ. Tuy cũ nhưng nó vẫn còn dùng được. Chờ con cao hơn một chút là có thể đi được rồi. Có lẽ ngay từ đầu mình nên ước rõ đó là xe đạp dành cho trẻ em. Dạ thôi không sao đâu. Nói điều ước không rõ ràng dẫn tới sai lầm là lỗi của con mà. Cha Đu ơi, vô đây mẹ nhờ chút nè. Dạ con nghe rồi, mẹ chờ con một chút. Ông ấy lại đi đâu mất tiêu rồi? Cái này mẹ soạn rồi, con mang ra ngoài sân để đi. Nhanh lên. Mẹ à, mẹ đừng kêu con làm mấy công việc này nữa. Ý con là sao hả? Chỉ một chút nữa thôi, con sẽ mang về cho mẹ một đống tiền nhiều ơi là nhiều luôn. Con bé nó bị gì vậy cả? Tại sao ông ấy lại không xuất hiện chứ? Này, ông Ginny ơi, mau xuất hiện trả điều ước cho con. Chào con gái, con kêu ông hả? Ông ơi, tại sao ông lại đi chậm quá vậy? Lẽ ra ông phải xuất hiện ngay khi con vừa mới chà tay vô cái ấm này mới đúng chứ. Ông xin lỗi nha, tại ông có việc bận mà. Ông ơi, bây giờ con có điều ước thứ hai dành cho ông đây. Còn nói gì, một điều ước nữa sao? Điều ước đó chính là hãy giúp con trở nên giàu có. Giàu có hả? Cụ thể ý con là gì? Nếu như phải nói một cách rõ ràng thì con muốn ông đưa tiền cho con. Hả? Phải đưa tiền sao? Nếu vậy thì ông phải tính toán cái đã. Đây nè, ông trả như vậy là rất rộng rãi rồi đó. Thiệt luôn kìa. Ông ơi, cái sắp này cũng dày quá đi. Trời đất ơi, tuyệt vời quá. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên con cầm trong tay số tiền lớn tới như vậy đó. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Bây giờ con đã vui chưa? Dạ đúng rồi ha. Ông ơi, ông đứng đây chờ con một chút. Được thôi, ông cũng không định đi đâu. Mẹ ơi mẹ. Đây là gì? Mẹ cứ cầm số tiền này và mua những gì mình thích đi mẹ. Đây là tiền của con đó. Cha Đu à, ở đâu mà con có nhiều tiền quá vậy? Ủa? Không không không, cái này mẹ không cần phải biết. Một cô gái tốt sẽ luôn đặt hạnh phúc của gia đình mình lên trên tất cả mong muốn của bản thân. Sơ sơ cũng 10 tờ, vậy là khoảng 10.000 won á nha. Quang không? Bây giờ điều ước thứ hai đã thành sự thật rồi. Mình nên dùng điều ước thứ ba để giải phóng cho Ginny, giống như trong truyện vậy đó. Hay là mình ước thêm một điều khác nữa ha? Thiệt là khó nghĩ rồi. Chào mẹ bọn trẻ. Dạ chào ông Ginny. Đây là toàn bộ số đồng nát mà tôi gom được cho lần này. Cảm ơn cô nhiều lắm. Vậy hôm nay ông định sẽ cho tôi bao nhiêu bắp nổ đây? Cái đó hồi nãy con gái yêu của cô yêu cầu tôi đưa tiền, cho nên tôi đã đưa cho cô bé 10.000 won. Ôi trời đất ơi, ông đã đưa tiền cho nó sao? Ôi thì ra là như vậy. Tôi cũng đưa thêm cho con bé một chiếc xe đạp cũ nữa. Cô cứ giữ lại mà xài đi. Có vẻ con gái cô thật sự muốn có một chiếc xe đạp đó. Chiếc xe đạp ở trong sân là của ông sao? Ôi trời ơi, cảm ơn ông nhiều lắm. Không không, cô không cần khách sáo. Dù gì tôi cũng đang định bán nó cho bãi phế liệu. Nói thiệt là tôi cũng không biết phải cảm ơn ông như thế nào cho phải nữa. Không cần, không cần đâu mà. Cha Đu ơi. Ôi trời. Ôi, con bé ngủ mất tiêu rồi. Thì ra con bé nghĩ nó là đồ cổ cho nên mới khư khư giữ lại như vậy. Mình phải đem bỏ cái này trước khi con bé thức dậy mới được. Trời ơi, nó biến đâu mất rồi. Cây điện thần. Không, cây ấm của con biến đâu mất.
làm sao vậy? Em cũng không biết. Không chịu đâu. Cái ấm của con, cái ấm của con. Linny của con đi đâu mất? Trời, ghê quá. Nước mũi chị chảy lùm lùm hết trơn rồi kìa. Cái con bé này, mình linh cảm nó sẽ nói ra cái điều gì đó rất đáng sợ. Con không biết đâu, không biết đâu. Con vẫn còn một điều ước thứ ba chưa kịp ước nữa. Nếu như dùng điều ước đó để trả tự do cho ông ấy, không có thể nhận được vàng bạc trang sức và nhiều thứ khác nữa. Đèn thần của con, cái ấm của con, trả lại cho con. Mắc cười ghê, cái ấm đó có gì đặc biệt đâu mà sao con bé cứ làm ầm ĩ lên vậy không biết nữa. Chắc là cái ấm đó có ý nghĩa đặc biệt với con bé này nó mới như vậy. Cái ấm cũ rách như vậy thì có ý nghĩa gì đặc biệt với nó? Ủa ghê trời, đồ máy, tivi hư, cũ đồ ban này. Khoan đã ông ơi, chờ tôi một chút. Ông ơi, chờ tôi một chút đây. Hello, can you see again? 지나가는 오늘 그 시간 속에 우리는 같은 생각 같은 곳을 보고 흘러가는 구름 스쳐가는 바람 그 파란 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 바라며 서로 원하네 언제나 널 향한 나의 두 눈은 너의 두 눈빛 가득 따사로운 봄날처럼 샤랄랄라랄라 내 가슴 속 가득 채운 널 사랑해 그리고 설레는 마음 사랑은 다가와 눈가에 비친 모습처럼 거야